các nước cách ly công dân từ Vũ Hán. Theo hãng tin Reuters, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhiều nước trên thế giới bắt đầu cách ly hàng trăm công dân được sơ tán từ Vũ Hán trở về. Thời gian ủ bệnh do virus corona được xác định trong khoảng từ 1 đến 14 ngày và đã có những dấu hiệu cho thấy bệnh có thể lây lan từ trước khi người bệnh có những biểu hiện triệu chứng như ho, sốt ra bên ngoài. Lo ngại tình huống dịch bệnh có thể lây lan, các nước như Úc, Hàn Quốc, Singapore, New Zealand và Indonesia đã có phương án cách ly các công dân được sơ tán từ Vũ Hán về ít nhất trong 2 tuần, bất kể họ có triệu chứng bệnh hay không. Mỹ và Nhật lên kế hoạch cách ly tự nguyện trong những khoảng thời gian ngắn hơn. Gần 200 công dân Mỹ, hầu hết là nhân viên ngoại giao và thân nhân, về từ Vũ Hán cũng đã được đưa tới cách ly theo dõi trong ít nhất 72 giờ tại một căn cứ quân sự tại California. Chuyên gia y tế cho rằng cần ít nhất 14 ngày, bệnh nhân nhiễm virus corona mới biểu hiện triệu chứng của bệnh. Hiện không có công dân Mỹ nào tại căn cứ không quân có triệu chứng nhiễm bệnh, phát ngôn viên Arballo cho biết. Hôm 30 tháng 1, Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona lây từ người sang người. Bệnh nhân nam bị nhiễm bệnh là chồng của một phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Chicago. Trước đó, người vợ có đi đến Vũ Hán và quay trở về Mỹ. Bất chấp những ý kiến phản đối, chính quyền Úc kiên quyết bảo vệ quyết định đưa những công dân cần cách ly phòng dịch tới đảo Giáng Sinh, cách bờ biển nước này 2.600 km. Chính phủ Úc cho biết khoảng 600 người Úc đang ở Vũ Hán, vốn đã bị phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới 2019-nCoV. Ông Morrison cho biết Úc đang phối hợp với New Zealand và sẽ hỗ trợ các quốc gia khác trong khu vực Thái Bình Dương trong chiến dịch sơ tán công dân, nhưng ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho công dân Úc. Theo kế hoạch do ông Morrison công bố trong buổi họp báo tại thủ đô Canberra ngày 29 tháng 1, những người được sơ tán khỏi Vũ Hán sẽ bị cách ly trong 14 ngày trên đảo Christmas, Giáng Sinh. Hòn đảo này từng được biết đến là trung tâm chuyên tạm giữ những người vượt biên sang Úc bằng thuyền để xin tị nạn. Lực lượng quốc phòng đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch đưa người cách ly đến đảo Giáng Sinh, ông Morrison nói, nhưng không nêu cụ thể có bao nhiêu người Úc sẽ được sơ tán khỏi Vũ Hán. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng chiến dịch sơ tán sẽ thành công hay không, ông Morrison cho biết. Ngoại trưởng Marise Payne cho biết Úc yêu cầu chính phủ Trung Quốc cho phép công dân rời khỏi Vũ Hán và các quan chức lãnh sự Úc đã đi từ thành phố Thượng Hải đến Vũ Hán để hỗ trợ chiến dịch sơ tán. Nhật Bản và Mỹ vừa sơ tán hàng trăm công dân khỏi Vũ Hán. Hiện 5 người nhiễm virus corona mới đang được điều trị ở Úc và được cho là đang trong tình trạng ổn định. Tính đến nay, không có trường hợp nào được xác nhận là lây nhiễm từ người sang người ở Úc, theo AFP. Tại Hàn Quốc, nhiều người biểu tình yêu cầu rời các cơ sở dành làm nơi cư trú cho những người cần được cách ly, theo dõi ra xa khu dân cư. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi người dân bình tĩnh trong lúc chính phủ đang chuẩn bị sơ tán những người đầu tiên trong số khoảng 700 công dân nước này mắc kẹt từ Vũ Hán về nước. Hàn Quốc đã lên kế hoạch tổ chức 4 chuyến bay sơ tán công dân từ Vũ Hán về, bắt đầu từ chiều 30 tháng 1. Kinh tế Trung Quốc điều đứng vì dịch. Những phương án cách ly phòng ngừa là không thừa, bởi ít nhất đã có 3 người Nhật trong số 206 công dân nước này được sơ tán từ Vũ Hán về nước hôm 29 tháng 1 nhiễm virus corona Vũ Hán. 2 người trong họ không có biểu hiện bệnh. Trong khi đó, theo đài NHK, chuyến bay sơ tán công dân thứ 2 của Nhật hạ cánh xuống Tokyo ngày 30 tháng 1 đã ghi nhận 9 trường hợp có biểu hiện ho hoặc sốt. Các nghiệp đoàn thương mại tại Hồng Kông đe dọa đình công nếu không đóng cửa khẩu ngăn cách giữa thành phố này và đại lục. Một số hãng hàng không vẫn đang tạm dừng hoạt động đường bay tới Trung Quốc, trong đó có British Airways, Lufthansa, Air Canada và American Airlines. Chứng khoán cũng như tỷ giá các đồng tiền tại châu Á lao dốc trong bối cảnh số người chết vì dịch virus corona Vũ Hán gia tăng và số ca nhiễm mới tiếp tục ghi nhận trên toàn thế giới. Tình thế hiện tại làm thổi bùng thêm những quan ngại về việc nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể bị giáng một đòn chí mạng vì dịch bệnh này. Một nhà kinh tế học của chính phủ Trung Quốc ước tính tỷ lệ tăng trưởng quý 1 năm 2020 của Trung Quốc có thể giảm 1%, còn khoảng 5% hoặc thấp hơn. Phản ứng của thị trường là điều dễ hiểu bởi trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến khôn lường như hiện tại, các công dân Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết chưa chắc đã quay trở lại thành phố làm việc được đúng như thông lệ hàng năm. Các lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại của chính quyền Trung Quốc nhằm kiểm soát dịch vẫn đang có hiệu lực. Nhiều tuyến phố lớn tại các thành phố Trung Quốc vẫn đang rất vắng vẻ, hiu quạnh. Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã phải kéo dài thêm thời gian nghỉ Tết bởi một số cơ sở sản xuất của họ tại Trung Quốc chưa thể vận hành trở lại vì dịch do virus corona chủng mới gây ra. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin các nước cách ly công dân từ Vũ Hán. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.